Di chuyển sang ở mã 49 nhé. 49 thì em lên cho cả nhà mình một cái mẫu này đi. Mẫu này thì em có về là full hộp như thế này này mọi người này. Hộp của nó rất là đẹp nhé. Và nó có một cái nắp ở bên trên này. Đấy, Lazio. Hộp của nó đẹp lắm. Bên trong này, cái đường vân này. Đấy, thì em sẽ để hộp ở bên ngoài. Chiếc này cũng mới. Chiếc này cũng rất là mới. Đây cũng là cái thương hiệu của Ý. Đối với phiên bản này thì em thấy là nó thiết kế nó giống như là các cái mẫu của Kurum ý. Tức là 12 cọc số này, nó sẽ là 12 cái phần, nó tượng trưng cho nó là 12 phần lá cờ, đúng không ạ, của 12 quốc gia. Đây, viền nhá. Và sau đó có một cái tông nền mặt xuống nha, xuống này. Nó có kim 24 giờ một ngày này, có kim dây chuôn nô và thời gian đo tốc độ tối đa. Ba mặt đồng hồ phụ bên trong thì nó là các cái vòng tròn đồng tâm, còn mặt ở bên trong thì trải vân. Mẫu này thì độ mới của nó cực kỳ cao luôn. Đấy, viền này, cạnh này, núm này. Đây là ba cái núm này. Đây là ba cái núm này. Thì núm này là núm chỉnh chức năng chronograph, bấm chức năng chronograph nha. Nó đang chạy nhá, dừng này. Thấy chưa? Reset lại này. Dây nhá, đây nó có cái đường chỉ này. Đó, chốt khóa này, nguyên zin này. Đằng sau đáy đây, nó có đầy đủ mã số hiệu. Với độ chống nước của phiên bản này đó là 10 ATM. Thiết kế form kiểu dáng bản này đẹp, nhìn trông nó rất là khỏe khoắn, nam tính. Size, à nó còn có quả một cái niềng ở bên ngoài này của nó này. Nó một cái niềng, niềng này niềng cố định nhưng mà nó lại làm theo kiểu dạng như là niềng đa giác ấy. Size mặt là 40.5 nhá. Và càng của mẫu này là 44.8. Bản này dây còn dài mà nó mới. Đó, dễ đeo. Bạn này em đang để cho cả nhà mình đó là 1.750.000. 1.750.000 nha. Mã 419. Sang ở mã 420 và cũng là mã hàng cuối cùng. 420. Thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là mẫu này đi. Thôi đây mẫu này, mẫu này thì em cũng xem nốt luôn cho cả nhà mình luôn. Bởi vì cái bản này, à không, bản này dây nó cũng dài mà. Nhưng mà thôi, được rồi, em sẽ kỷ niệm luôn cho cả nhà mình cái mẫu này. Đây là bản Savatamara, thương hiệu của Ý nha. Cái chiếc này thì hiện tại là nó đang hết pin rồi. Thì trước khi mà gửi đơn thì em sẽ thay pin đầy đủ. Sau đó thì em sẽ gửi đơn cho cả nhà mình. Đây cũng là mẫu 6 kim. Nhưng thay bởi vì như ở các mẫu khác thì nó sẽ là các bản chạy chronograph và ứng dụng thể thao, đúng không ạ? Thì còn ở bản này này, nó sẽ chạy đó là lịch thứ nha, 24 giờ này và đây là lịch ngày. Đó, thì trước khi gửi đơn thì em sẽ chỉnh luôn lịch giờ, lịch thứ, lịch ngày luôn cho cả nhà mình. Và khi mà hàng tới nơi thì mọi người sẽ kiểm tra, sau đó là mọi người sẽ thanh toán cho bạn shipper. Đấy, cứ đúng giờ như mọi người nhận hàng thì các anh chị nhận hàng thôi ạ, đúng không ạ? Phay xước này, mặt trước mặt sau, chiếc này thì qua sử dụng rồi. Đấy, nên là cũng có xuất hiện một vài các cái vết xước lông mèo nhỏ nhỏ, đúng không ạ? Cái này thì nó cũng không lộ lắm đâu. Nhưng mà bản này sẽ dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Size mặt 35.5 nhé. Và càng của mẫu này là 49.3. Đấy, dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to. Và mẫu này thì em để luôn cho cả nhà mình đó là, thôi em sell luôn cho cả nhà mình mẫu này. Dây cũng còn dài đấy ạ. Để kỷ niệm luôn đó là 1.500.000. Đấy chưa ạ? 1.500.000. Mã 420. Và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay nhé. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo. Đó là số 0858584Q2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo ạ.